Rồi, xin chào các bác. Hôm nay thì em có chiếc Ford Everest sản xuất năm 2019, động cơ biturbo, phiên bản 2 cầu, số tự động, bản cao cấp nhất của Everest. Chiếc xe này của em là một chủ sử dụng từ đầu, chạy 17.000 km, màu trắng biển Hà Nội, 30F, 895.73. Đấy. Nếu như bác nào ở tỉnh thì em sẽ bao rút hồ sơ cho các bác. Các bác yên tâm về mặt giấy tờ pháp lý nhá. Xe của em chạy đúng 17.000 km. Chiếc xe còn đang rất là mới. Ford Everest này thì nó là một chiếc xe 7 chỗ thực thụ. Nó không phải như kiểu CRV hay là Santa Fe, cái dạng 5+2. Đây là chiếc 7 chỗ thực thụ, thực thụ nhá các bác nhá. Chiếc này thì có một lượng khách hàng nhất định, khác hẳn so với những dòng xe kia. Nếu mà chạy con này trong cùng phân khúc như kiểu Fortuner các loại thì ăn đứt luôn Fortuner nha các bác nhé. Đấy là cá nhân em đánh giá như vậy. Đây, biturbo. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán trên thị trường với giá là 1 tỷ 200. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán với giá là 1 tỷ 250 triệu. 1 tỷ 250 triệu nha các bác nhé. Nếu như mà mua chiếc xe này thì các bác sẽ tiết kiệm được một khoản khá là lớn so với mua xe mới ạ. Vì lý do bản quyền nên em phải tắt cái âm thanh đi, mong các bác thông cảm. Đấy. Số km hiện tại đang là 17.000 km nha các bác nhé. Các bác có nhìn rõ không ạ? Xe em vẫn cam kết về mặt chất lượng nên các bác có thể check hãng, test hãng thoải mái ạ. Trên cái bản 2 cầu này thì nó khác rõ rệt nhất và để mọi người dễ phân biệt nhất, đó chính là cái cửa nóc này. Trên chiếc xe 2 cầu thì sẽ có cửa nóc, còn bản 1 cầu thì sẽ không có cửa nóc nha các bác nha. Các bác lưu ý của em cái phần này. Đấy. Vì em để xe ở trong nhà cho nên nó cũng hơi tối một chút, mong các bác thông cảm. Cần số đấy ạ. Đây là các chế độ của lái trên đường. Rất nhiều những option theo chiếc xe Ford Everest thì có phanh khoảng cách này, cảnh báo lệch làn đường này. Nói chung là rất nhiều tính năng so với những chiếc cùng đời của nó. Đây là camera lùi theo xe. Và tất nhiên rồi, ở trên chiếc xe này thì cái một dạng như là gảy số vô lăng thì không chưa được tích hợp trên vô lăng, nhưng lại tích hợp ở cần số. Mọi người khi vượt xe thì sẽ rất là tiện. Và cần số này thiết kế to hơn phiên bản trước nên cầm rất là chắc tay, chắc chắn. Chiếc xe này 7 chỗ, rất là rộng rãi. Đấy. Xe này em vẫn hỗ trợ các bác vay 75%, bảo check hãng, test hãng cho các bác. Nếu như các bác không muốn bỏ ra một khoản tiền là 1 tỷ 250 triệu thì các bác có bỏ ra khoảng 4 đến 500 triệu thôi ạ. Thì em sẽ làm ngân hàng cho các bác vay tương ứng với khoảng tầm 6-70% gì đó. Thì các bác sẽ có được xe đi ngay. Bây giờ em sẽ ra đằng sau cho các bác xem phía sau nhé. Trên cái phiên bản 2 cầu này thì được trang bị thêm 2 ghế điện ở phía sau, cũng như là ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện. Ở hàng ghế sau này thì được chỉnh điện ạ. Đây em sẽ thử cho các bác xem. Ghế điện hết. Đấy. Đây là 2 ghế điện phía sau. Cũng như ghế lái và ghế phụ cũng được chỉnh điện ạ. Hai cầu đấy, 4WD. Cụm đèn chữ U khá là đẹp đúng không ạ? Chữ C thì đúng hơn. Chuẩn ra là chữ C, màu trắng. 4 quả lốp theo xe rồi. La răng thì không hề bị chém xước. Có bậc dẫm. Hàng ghế sau nó hơi tối tại vì là phía trước em đậu nhiều xe quá, em chưa tiến xe ra ngoài để cho các bác xem được. Nhưng mà ghế các bác yên tâm nhá, ghế còn rất là mới, có cửa nóc nhá. Đấy. Nói chung là ghế còn mới, có cửa nóc.
Đây là ghế phụ đấy ạ. Video này của em có lẽ là nó hơi tối một chút, nhưng mà mong các bác thông cảm. Em sẽ quay lại một cái video khác cho các bác xem vào ngày tiếp theo. Hôm nay thì em xin gửi lại video này để cho mọi người xem tạm nhé. Xe của em cam kết cho các bác về số km cũng như là keo chỉ zin, máy móc nguyên bản, bao check hãng, test hãng toàn quốc cho các bác. Đấy. Giá bán là 1 tỷ 250 triệu. Mời các bác bớt chút thời gian qua cửa hàng em xem xe rồi cùng trao đổi và trải nghiệm chiếc xe. Xin cảm ơn tất cả các bác ạ.